Yes, start the game already. Chào anh Tú xe nhá. Chào anh. Đây là Pơ. Pơ AC à? Ngon. Đây là Pơ AC, cái thằng ít của mình đẹp hơn rồi. AC của B này. Pơ của Thứ. Cả thà của Chip Boy và Egypt của U98. Em xem Pơ của Thứ một chút nha. Xin phép em đi WC một chút. Homus,
Alo, quay trở lại anh em nào. Đây là Persian của game thủ Xuân Thứ. Rồi, thằng này là 34. Còn đây là Baby, người cầm con cùng lời tuyển AC. Bị rát kìa. Đó, có thứ kìa. Đó, thứ tanker, đứng lại chơi luôn. Cuộc trận đấu mà độ bạn là bài đánh 2 chém.
Chúng ta chỉ cần thủ được cho binh to ra là win thôi. Rồi, chip bò resize, tỷ số là 1-1 trong trận đấu thứ hai. Hai chém thì đơn giản rồi, nhà mình rất khủng. Một đều,